Chào mọi người nha. Hôm nay thuần một super kit công ty đã xuất kho và hôm nay em sẽ review cái sản phẩm này cho mọi người luôn. Đây là bao bì của sản phẩm thuần một super kit này. Đấy, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Và điều quan trọng là sản phẩm được chứng nhận GMP nhá, không phải bất kỳ một sản phẩm nào cũng dễ dàng được công nhận là GMP đâu mọi người nhá. Nó phải qua kiểm định về chất lượng, về thành phần rất là chặt chẽ luôn mới được tung ra thị trường. Đấy. Đây và đây là bảng thành phần. Thành phần của thuần một super kit. Thuần một super kit thì chứa cái hàm lượng lysine nó rất là cao luôn. Và cái thành phần lysine này thì không phải trong cơ thể tự sản sinh ra được, mà phải thông qua bổ sung qua thực phẩm chức năng này, rồi qua ăn uống thì mới có được nhé. Đấy, và ngoài ra còn có thành phần men bia tươi, chiết xuất nấm men được nhập khẩu từ Pháp. Cái thành phần này giúp hỗ trợ cho hệ tiêu hóa rất là tốt luôn. Đấy, công dụng thì sẽ bổ sung những cái axit amin này, những cái vitamin và khoáng chất giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon và tăng sức đề kháng. Đây là liều lượng và cách dùng nhé. Rồi, trên đây là em đã review cái sản phẩm cho mọi người.